Mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn yêu thích cây dừa bonsai đã đến với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh, nơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trồng cũng như chăm sóc cây dừa bonsai Việt Nam. Hôm nay thì Linh sẽ cùng chia sẻ với mọi người xuống lá cho cây dừa bonsai với nó đã bị mắc dán mọi người. Thì đây, cây dừa này của Linh thì nó cũng tầm khoảng 6 tháng hơn rồi mọi người. Bây giờ nó bị mắc dán, cái lá này nó không được tròn nè, cái chân dây này nó không được tròn. Mình sẽ xuống lá rồi sẵn đó là mình sẽ quay lại một cái clip chia sẻ cho mọi người luôn, để cô chú anh chị nào ở nhà có chơi cây dừa bonsai mà lâu quá đó thì cái lá nó bị mắc dán mọi người, hoặc là lá nó cao quá thì mình có thể là xuống lá cho nó, tự xuống lá ở nhà rất là dễ dàng luôn mọi người. Bây giờ là Linh sẽ quay cận lại cho mọi người xem cách để cắt những cái lá này bỏ nha mọi người. Và mình sẽ cắt bao hay cắt áo cho nó. Rồi đối với cây này thì nó bị mất dáng là cái lá này nè mọi người. Nè, mọi người thấy ở đây nó tròn. Mình sẽ cắt bỏ cái lá này nè. Sẽ dưỡng cái lá trên này cho nó bự ra. Nó dài gần chút nữa thì mình sẽ lấy lại cái dáng nó tròn xung quanh rất là đẹp luôn mọi người. Đó, trước tiên mình sẽ cắt bỏ cái lá này đi. Mình tháo miếng giấy này ra nè. Miếng giấy này mình để kích rễ mọi người. Mình kích cho cái rễ nó mọc ra thêm. Ở đây thì nó được 2, 4, 6, 7, 8 cái rễ rồi. Mình mới kích thêm cái rễ này nữa nè. Nó đang mọc ra nè. Bên đây cũng có một cái nữa nhưng mà nó chưa mọc ra. Đó, bây giờ này mình đẩy ở ngoài đây thôi mọi người, chứ mình không có vô cái chậu cho nó đẹp. Đó, mình sẽ xử lý cái lá này, mình sẽ cắt bỏ cái lá này, mình sẽ dưỡng lại những cái lá trên. Thì giờ này cũng lâu lắm rồi mọi người, cái lá nó rất là già luôn rồi. Đó, mọi người không nha, dẹt dẹt luôn á. Mình cắt bỏ cái lá này đi. Cây này mình làm tầm 6 tháng hơn rồi mọi người. Mình đã xuống lá cũng hơi nhiều rồi. Giữ được cái dáng này cũng rất là lâu rồi. Bây giờ nó mọc ra già, nó mọc ra nó bị mất dáng rồi nè. Tại mình không có vô chậu, mình không ép nó đâu. Mình để trong giá thể này bình thường. Mình xử lý lá như thế này, từ từ cái cổ gốc của nó lên cao và nhiều lên, nó cao cao lên, nhìn cái gốc rất là đẹp luôn mọi người. Rồi, xử lý bỏ cái lá này nha. Giờ mình sẽ vét. Mình vét cho nó bằng bằng lại để mai mốt nó khô lại nó sẽ đẹp mọi người. Mọi người cắt xong mình nhớ vét cho nó đẹp nha. Mọi người cắt lên. Đó. Rồi, ở trong đây là cái bao của nó còn sót lại nè mọi người. Cái bao hồi trước. Mọi người cắt thì phải cắt luôn cái bao này nha. Ở nhà mọi người có những cái cây bonsai nè. Dừa bonsai mình mua về chơi lâu quá đó, mà nó cao quá đó. Chút xíu mình sẽ chỉ mọi người cắt cái bao cho nó luôn. Khi cây dừa nó lên quá cao đó, mình tự ở nhà mình cắt ha. Mình dùng lưỡi lam hoặc là dao cắt giấy hoặc là một cây dao gì đó bén bén mình cắt thôi. Đó, mình cắt cái bao nó, giải quyết cái bao nó luôn nha.
mình rửa cắt cho nó sạch đẹp ra. Bây giờ nó còn đây đó, mình đang dưỡng cái lá này nè, cái lá này nè nó sẽ xệ ra đây lại nè, cái tàn nó sẽ tròn đẹp lại mọi người. Đó. Khi mà cái giờ mà cái lá nếu mà cao quá hoặc là nó bèo quá thì mọi người có thể dùng cách này để cắt, hoặc là nó thấp thấp như vậy mà yên rồi thì mọi người để nhà chơi lâu thì tất nhiên nó phải ra bao rồi, mọi người sẽ cắt cái trong này. Trong đây nó có những cái bao trong đây nè. Đó. Mọi người cắt để cho cái đọt non nó tròi ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái bao của cái đẻ hơi già này. Hồi trước mình cắt non nè, bây giờ mình nó dư lại là mình sẽ cắt bỏ luôn cho nó bung ra. Rồi, mình xử lý hết nha mọi người. Những cái đẻ này già già rồi, người không sợ gãy đâu, mọi người cứ bẻ bẻ ra rồi mình xử lý ở trong, mình vét hết ở trong luôn nha mọi người. Đấy. Mọi người thấy chỗ nào không cần thiết thì cứ cắt bỏ thôi, rất là dễ luôn mọi người. Chứ mình mua cây dừa bonsai về mình chơi, cây dừa này chơi rất là lâu đó mọi người, mấy năm luôn, mà mình biết chăm sóc thì chơi càng lâu hơn nữa. Thì lâu lâu thì mình thấy cái bao nó cao cao thì mình cắt bỏ, hoặc là cái bẹ nào ấy thì cái bẹ nào không tốt thì mình cứ cắt ngang đi, mình dưỡng lại từ từ mình sẽ có cây dừa bonsai chơi hoài nữa. Cây dừa bonsai này chơi rất là lâu nó mới mất giá mọi người. Mình cứ chăm sóc hoài thì rất là ok luôn, mình chơi rất là lâu, thời gian chơi càng lâu. Còn mình không chăm sóc thì nó sẽ phát triển lên một thành một cây dừa cao 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 lên hoài. Quan trọng là mình lâu lâu mình sẽ cắt bỏ cái áo của nó nè, cái bẹ bao trong này. Lâu lâu mình cắt bỏ cá, mình cắt bỏ cho nó bung ra. Một lâu lâu đó là mình tưới nước, cho nó rồi mình bẻ bẻ cái này. Mình bẻ bẻ mấy cái bẹ cho nó bung bung ra. Cái này mình phải uống nè, xin xin mình uống á. Uống là chậm. À. Mình uống nó ra mọi người. Cái bẹ này già, mình uống thoải mái, mình không sao gãy đâu. Ở trong đây thì mình sẽ cắt luôn cái bao ở trong đây nè. Cái bao của cái lá này mình sẽ dưỡng cái lá này, nó trầm xuống, nó chùm lại cái lá cũ đó cắt đi thì cái dáng nó sẽ bầu rồi. Nó tròn lại, nhìn rất là đẹp. Giờ mình sẽ cắt cái bao đây luôn nha. Cố gắng thọt cái những cái dao vô đây nè. Mình cắt không được thì mình bẻ những cái bẹ này nhẹ xuống mình cắt nha. Mình cắt mình không cắt cái bao này là nó sẽ lên cao hoài mọi người. Đó, như lên là lên lâu lâu là lên sẽ cắt hết để dưỡng lại, để cho nó lùn xuống mình uống xuống. Mọi người chơi ở nhà thì một vài cây thì mọi người cắt cũng rất là đơn giản thôi, cứ dùng lưỡi lam hoặc là dao gọt giấy, hoặc là đi ra tiệm thuốc tây mua mấy cái dao mổ như thế này nè, dao mổ cho y tế dùng bên y tế á, mọi người về mọi người cắt để cái dừa chúng ta giữ dáng lâu hơn, mình chơi được lâu hơn.
chứ không phải là như bây giờ mua về chơi một tháng rồi đâu nó cao mình bỏ là rất là phí nha. Đây mình cắt cho vậy rồi mình uống nha. Đấy nó ra nè mọi người, nó có cái dáng lại nè, mình uống ra từ từ. Đó, hằng ngày mình tưới nước này mình uống nha. Đó, nó sẽ ra là cái dáng già, cái lá này nó sẽ mọc dài hơn chút nữa, nó ra nó sẽ giữ là cái dáng tròn như hồi trước nha. Con tròn bao vậy nè, rất là đẹp. À, mình coi cái chỗ nào mà nó dư dư đó, lâu lâu thì nó phải mọc lên cao nè, nó chỗ dư nè, mình cắt bỏ luôn. Cắt từ từ miếng nhỏ thôi, từ từ mình sẽ giữ lại cái dáng cây dừa rất là đẹp luôn. Mọi người cắt cẩn thận, đừng có cho nó bị đứt mấy cái đoạn non ở trong nha, mấy cái chỗ non đó là bây giờ nó sẽ bị thẹo, tới khi nó lớn nó già đi nó thẹo nè. Hồi trước mình cắt nó bị thẹo mọi người. À, thấy không? Nó không đẹp, nó không được thẩm mỹ mấy. Cho nên cây dừa này mình không có vô chậu mọi người. Mình để trong cái giá thể tự nhiên của nó. Mình sẽ xuống lá từ từ. Xuống lá từ từ mình sẽ bỏ hết mấy lá này lại. Mình hạ lá luôn. À, cho mình lấy lại một cây lùng lực khác để mình lấy cái gốc to hơn. Một thời gian rất là lâu mọi người. Đây. Đây. Như vậy là ok nha mọi người. Vậy với nó cái rễ này nè. Nó ra nữa thì rất là ok luôn. Mọi người chăm sóc á, lâu lâu thì mọi người dùng nước xịt lên lá này nè, rồi tưới nước cho nó. Thì mình cứ nghe hai ngày mình tưới một lần thôi. Có mình coi có sâu rồi, con gì bám á, vệ sinh cho nó thì cái lá của bạn sẽ đẹp hơn mọi người. Thì những cái này thì nó sẽ mọc tốt lên. Điều quan trọng là mọi người phải canh khi mà cái bao ở trong mấy cái đầu con này ra nè, khoảng bao nhiêu đây là mọi người phải cắt bỏ bao. Như vậy cây dừa nó chúng ta sẽ không lên, nó sẽ không lên cao mà nó cứ tầm tầm như vậy hoài, lá nó xè xè ra rất là đẹp. Rồi clip của mình chia sẻ với mọi người cách cắt cây dừa bị mất giá mà mình chơi quá lâu rồi thì đến đây cũng tạm dừng thôi mọi người. Mọi người thấy cái chia sẻ của mình hữu ích á thì mọi người đừng quên like và chia sẻ video lên mạng xã hội rộng rãi nha. Và đừng quên để lại những comment ý kiến của mọi người về cây dừa bonsai để mình biết. Mình sẽ làm những cái clip khác hướng dẫn mọi người chăm sóc cây dừa bonsai tại nhà khi mình mua về chơi nha. Thôi Linh tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong những clip sau nha.